DK xin chào các bạn đến với chương trình Học Anh Ngữ với chúng tôi Và trong loạt bài 10 câu hỏi giao tiếp Chủ đề của chúng ta hôm nay là kế hoạch cho tương lai Khi muốn hỏi ai đó về kế hoạch cho tương lai Chúng ta có thể sử dụng 10 câu hỏi sau đây Bạn có kế hoạch gì cho tương lai chưa? Do you have any plans for your future? Do you have any plans for your future? Kế hoạch cho 5 năm, năm tới của bạn là gì? What are your plans for the next 5 years? What are your plans for the next five years? bạn dự định tiếp tục học lên nữa hay bắt đầu tìm việc làm. Are you planning to continue studying or start working? Are you planning to continue studying or start working? bạn có kế hoạch nào để đi du lịch hay sống ở nước ngoài hay không. Do you have any plans to travel or to live abroad? Do you have any plans to travel or to live abroad? Bạn dự định sẽ đeo đuổi mảng công việc nào vậy? What career path are you thinking of pursuing? What career path are you thinking of pursuing? Bạn có nghĩ đến sự thay đổi lớn nào hay không? Như là dọn đến chỗ khác sống hay là lập gia đình chẳng hạn? Are you considering any major life changes? like moving or starting a family? Are you considering any major life changes, like moving or starting a family? Bạn nghĩ mình sẽ tiếp tục công việc hiện tại hay bạn đang tìm kiếm sự thay đổi? Do you see yourself staying in your current job or are you looking for a change? Do you see yourself staying in your current job Or are you looking for a change? Bạn có hướng đến mục tiêu sức khỏe hay thể hình nào không? Do you have any health or fitness goals you are working towards? Do you have any health or fitness goals you are working towards? Ưu tiên hàng đầu của bạn cho vài năm sắp tới là gì? What are your top priorities in life over the next few years? What are your top priorities in life over the next few years? Bạn có nghĩ đến sau này mình muốn nghỉ hưu ở chỗ nào chưa? Are you thinking about where you want to retire someday? Are you thinking about where you want to retire someday? Nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm những bài khác nữa, các bạn vào trong YouTube Study English with us và xem những chủ đề khác các bạn nhé. Thì xin chào và gặp lại trong những video lần sau. Bye bye!